Quýt làm gì vậy? Thế thúc, xin cho phép thiết thủ từ chức thần bổ ti, thiết thủ gia nhập Lam Thiên Bang, giúp Lam Thiên Bang ra đấu. Quýt điên rồi hả? Quýt không phải là người của Lam Thiên Bang, tôi không cần Quýt ra đấu giùm tôi. Thế thúc, đủ rồi, chuyện của tôi không liên quan gì đến Quýt. Chuyện của tôi không liên quan tới cô. Thiết thủ, còn cho rằng lên võ đài thí võ thì có thể giúp Lam Thiên Bang đánh bại Lăng Lạc Thạch được sao? Thiết thủ biết tới biết phận, vì cô muốn thử coi sao? Cô là thần bổ, phải công tư phần mình. Thế thúc, bây giờ ta tuyên bố, thời hạn tỉ thí đã tới rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn 3 ngày. Nếu Lam Thiên Bang không có ai ra đấu, vậy tức là ta còn về kịp. Đại diện Lam Thiên Bang ra đấu. Cha, cha làm con lo quá. Cha có biết con rất lo cho cha có chuyện gì Nhược không? Phi, con đừng có lo. Con nghĩ cha dễ dàng gặp chuyện vậy sao? Tham kiến Dương gia. Vô tình, Lãnh Quyết, các con mình đang trở về thì tốt rồi. Tuy rằng tìm rất nhiều ngày, nhưng có thể nói là đã đưa mọi người về kịp thời. Tụi con không sao, nhưng lúc tụi con không có ở đây, hình như đã xảy ra chuyện. Lâu rồi con có nghe những lời chói tai như vậy, thì nhớ quá. Ta trở về đây chỉ là để thu phục kẻ trên võ đài. Trận tỷ thí cuối cùng, Lam Thiên Bang đấu với Đại Liên Minh. Lam Phá Thiên, người thật cao số, thuốc nổ cũng không giết được ngươi. Lăng Lạc Thạch, thù mới hận cũ, hôm nay phải thanh toán trên võ đài này. Hay quá, hay quá. Là tôi không thể xác định cha tôi bị Lăng Lạc Thạch giết chết, nhưng tôi khẳng định cái chết của cha tôi có liên quan đến hắn. Cho nên hôm nay Lâm Nhật Phi này tập hợp mọi người là để mọi người có thể thề trước linh vị của cha tôi. Lâm Thiên Bang chúng ta thề chết đối kháng lại với Đại Liên Minh đến cùng, tuyệt đối không khuất phục. Không bao giờ khuất phục. Không bao giờ khuất phục.
bắt đầu từ hôm nay, Lâm Nhật Phi tôi sẽ kế nhiệm ban chủ Lâm Thiên Bang. Khoan đã, Lan Tiểu Cúc, ngươi dẫn người của ngươi đến đây muốn sao hả? Không, tôi biết hôm nay là ngày Lâm ban chủ nhập thổ di an, không thể đưa ông ấy lên núi, cho nên tôi đến thắp nén nhang cho ông ấy thôi. Ở đây không quan nghênh ngươi, ngươi đi đi. Cô có tư cách gì đuổi tôi? Ta đã là ban chủ mới của Lâm Thiên Bang, tại sao không có tư cách đuổi ngươi đi? Ngươi còn không đi, có tin ta quăng ngươi ra ngoài không? Cô còn có thái độ như vậy thì tôi cũng sẽ quăng cô ra ngoài. Cha của tôi đã trở thành Võ Lâm Minh Chủ được Hoàng thượng công nhận. Đại Liên Minh chúng tôi có trách nhiệm chấn chỉnh giang hồ. Nay ban chủ Lâm Thiên Bang đã chết, đương nhiên Lâm Thiên Bang cũng sẽ trở thành một bang phái dưới quyền của Đại Liên Minh. Sau này sẽ do tôi quản lý. Muốn xâm chiếm Lâm Thiên Bang ta, có Lâm Nhược Phi này ở đây, ngươi đừng hòng. Các huynh đệ, hãy đuổi hắn ra ngoài cho ta. Các người làm sao vậy? Các người làm sao vậy? Không lẽ các người đã quên là ai đã hại chết ban chủ sao? Tiểu thư, Thế Lớn đã mất, cô không nên đấu với họ nữa. Đúng vậy, quân đệ của Lâm Thiên Bang đã quy tụ Đại Liên Minh, còn ban chủ đã nhập thổ di an. Tiểu thư, cô đi đi. Không ngờ các ngươi lại không nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ. Xương cốt cha ta chưa tan, các ngươi đầu quân tên tiểu nhân bị ổi như lăng lạc thạch. Tôi cơ Lâm Dược Phi, ngươi dám nhục mạ Võ Lâm Minh Chủ, ngươi đã không còn tư cách làm người của Lâm Thiên Bang. Đuổi cô ta ra ngoài cho ta. Dạ. Không cần, tự ta sẽ đi. Lan Tiểu Cúc, ngươi nghe đây, Lâm Nhật Phi ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tránh ra. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Nè, uống cạn. Cô là Như Hoa. Cha, cha uống sai rồi. Hãy đem rượu vào đây. Đem thêm rượu vào đây. Ta không ăn, ta muốn ăn cái này. Mạnh lên. Mạnh lên nữa, mạnh lên nữa. Đại Vũ, huynh huynh điên rồi hả? Huynh làm gì vậy? Làm đại tiểu thư, hoan nghênh, hoan nghênh. Tại sao lại như vậy? Không ngờ phải không, làm đại tiểu thư? Từ đầu thì ta đã mua chuộc Đại Dũng, mục đích là dùng ngươi tới hành thích đó. Chết tu mà đại tiểu thư. Từ ngày tiểu thư đối xử chúng ta rất tốt, mà huynh làm phản bội tiểu thư, tôi liều mạng với huynh. Đứng yên đó, tôi sẽ giết chết cổ. Đứng yên. Tiểu thư. Tiểu thư, huynh đi đi, nếu không đi huynh sẽ mất mạng đó. Thiết bổ đầu, phúc cờ sẽ là chuyện gì? Đại tiểu thư bị Lăng Lạc Thành bắt rồi, còn tên Đại Dũng thì ra cũng bị Lăng Lạc Thành mua chuộc luôn nữa. Lăng Lạc Thành chịu thua đồng bị ổi vậy sao? Thiết bổ đầu, đi cứu tiểu thư đi, huynh làm ơn đi, đi cứu tiểu thư đi, nếu không có mất mạng đó. Bây giờ chúng ta đi. Con không được đi. Dì Tuyết à, hiện giờ Lâm cô nương rất nguy hiểm. Lần này do Lâm cô nương ra tay trước. Trước đó Thái Kinh đã nói, tất cả chuyện giang hồ đều do Lăng Lạc Thạch giải quyết. Nếu như các con nhúng tay vào, sẽ làm hại đến thần bổ ti. Không được đâu, Thiết bổ đầu à, tôi cầu xin huynh, cầu xin huynh đi cứu tiểu thơ đi. Huynh không cứu tiểu thơ thì không ai cứu tiểu thơ đâu. Làm ơn đi Thiết bổ đầu, làm ơn đi. Bắt đầu từ bây giờ, con không còn là người của thần bổ ti, như vậy sẽ không làm hại thần bổ ti. Huynh đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Cô đã hứa với Lâm ban chủ sẽ chăm sóc tốt cho Lâm cô nương. Đại trượng phu là hứa ngàn vàng, cho dù chết con cũng phải đi. Thiên thủ, huynh có chuyện ở đây, tôi giờ cứu Lâm cô nương. Lâm cô nương, đi thôi. Thiết thủ, ngươi là người của thần bổ ti mà dám đến Đại Liên Minh của ta để cướp người,
Không ngờ ngươi lại tạo cho ta một cơ hội tốt để buộc tội cho thần Bổ Ti. Ta đã từ chức ở thần Bổ Ti rồi. Nhưng là hôm nay không liên quan tới thần Bổ Ti. Vậy sao? Bộ bắt chúng lại cho ta. Dạ. Muốn trốn à? Không dễ đâu. Nếu hai người không nhất quyết chống lại ta, biết đâu hôm nay sẽ không chết. Mặc kệ tôi, quên chạy đi. Muốn chạy thì cùng chạy. Nơi đông vui như vậy sao có thể thiếu chúng tôi được? Thứ đại danh bổ đại giáo Hoàng Lâm không kịp đón tiếp, đừng nói nhiều nữa. Nếu biết điều, lập tức thả Lam cô nương ra. Lam Dược Phi có ý hành thích ta, đây là ân quán giang hồ, ta là Võ Lâm Minh Chủ, có thể toàn quyền giải quyết. Các người không được xen vào. Nếu bọn ta biết xen vào thì sao? Tội gì các người phải ép ta thượng tấu triều đình, giải tán thần Bổ Ti chứ? Mọi người mặc kệ tôi, thần Bổ Ti quan trọng. Không là bộ khoái của thần Bổ Ti thì có sao đâu. Trước giờ bổn lộc cũng đâu có nhiều. Mọi người đừng manh động mà. Để có thể manh động, tụi huynh thì không thể sao?